những triệu chứng khi xài kem Cornell có thể sẽ khiến cho bạn vô cùng hoang mang và lo sợ. Nếu bạn không biết cách xử lý những triệu chứng này, thì có thể khiến cho da mặt bạn hư hỏng mà không thể chữa khỏi được. Trong video này, Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ cho bạn biết cách xử lý đúng nếu có những triệu chứng không như mong muốn và yên tâm sử dụng nhé. Bên mình là Shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của Shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, Shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chắc chắn những ai từng xài kem Cornell mà bị đỏ da thì đều có triệu chứng trong vòng khoảng 1 đến 3 ngày đầu đều có hiện tượng đỏ da, cảm giác nóng rát da mặt, đôi khi hơi ngứa ngáy khó chịu nữa. Nhiều bạn khi cảm thấy da mặt đỏ ửng lên, như bị dị ứng đã rất hốt hoảng gọi điện cho Shop. Nhưng bạn hãy nhớ triệu chứng đỏ rát mặt trong vài ngày đầu sau khi xài kem Cornell là bình thường nhé. Nguyên nhân của việc đỏ da mặt sau khi bôi lên mặt chính là do bạn bôi chai nước hoa hồng. Trong chai nước hoa hồng này có các thành phần dưỡng chất khá mạnh, các chất này có chức năng như là tái tạo lại da. Nước của hàng thật Thái Lan có mùi hơi nồng, bôi lên da hơi nóng, vài ngày sau có thể làm cho da bị đỏ rát lên. Tuy nhiên những triệu chứng đỏ da quá mức như sưng húp hết cả mặt, da đỏ một cách quá bất thường kèm theo các triệu chứng khác như đau đớn rát mặt quá mức chịu đựng, nổi mụn nhọt, sinh mủ thì có thể do bạn mua phải kem giả nhái rồi. Kem Cornell hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những Shop uy tín bằng cách xem Shop đó có nhiều khách mua hàng không, Shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những Shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên Shop mình cũng có bán kem Cornell hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.